Netizen Trung Quốc náo loạn vì sao 19 tuổi Việt Nam báo Trung Quốc thì lại nói điều này. Chào mừng các bạn trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, vừa qua đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm trước Nhật Bản, một trong những ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Asian Cup 2024. Mặc dù không thể giành được một kết quả có lợi, nhưng với những gì đã thể hiện, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam xứng đáng với những lời khen ngợi từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là màn trình diễn của cầu thủ 19 tuổi Đình Bắc trước Nhật Bản cùng những pha bóng đẳng cấp. Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video tổng hợp màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc trước Nhật Bản ở Asian Cup kèm tiêu đề Messi của Việt Nam ngôi sao 19 tuổi đối đầu với Wataru Endo làm triệu cổ động viên nức lòng. Trong đoạn video, cổ động viên Trung Quốc cũng dành lời khen cho từng pha xử lý bóng của Đình Bắc, nổi bật là tình huống cầu thủ này loại bỏ bộ đôi tiền vệ trung tâm của Nhật Bản Endo và Hidemasa Morita chỉ với một cú xoay người. Tiếp đến là pha đột phá dũng mãnh của trung vệ kỳ cựu Sogo Taniguchi phải phạm lỗi. Cổ động viên của đất nước tỷ dân còn dành lời khen cho cả bàn thắng gỡ hòa một đều của Đình Bắc cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có người còn cố vơ Đình Bắc về Trung Quốc khiến mọi người đọc xong cũng phì cười. Vậy cụ thể câu chuyện này ra sao? Và netizen xứ Trung đã nói những gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, ở trận đấu với Nhật Bản, Đình Bắc thi đấu xuất thần, có nhiều tình huống sâu kim đối thủ khiến người hâm mộ châu Á vô cùng thích thú. Tiền đạo trẻ cũng có cho mình một bàn thắng vào lưới Nhật Bản ở phút 14. Cuối trận, trang SofaScore thậm chí chấm điểm Đình Bắc cao ngang bằng Wataru Endo và Junya Ito với 7,3 điểm. Đây là điểm số cao thứ hai trận đấu. Người được chấm điểm cao nhất là tiền vệ Takumi Minamino với 9,4 điểm. Trước đối thủ sừng sỏ như Nhật Bản, Đình Bắc và các chiến binh Việt Nam cho thấy đội bóng áo đỏ không dễ bị bắt nạt. Chia sẻ sau trận đấu, Đình Bắc cho biết: "Tôi rất vui khi ghi được bàn vào lưới Nhật Bản. Đây là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Trong pha đánh đầu ghi bàn gỡ hòa một đều, tôi và đồng đội đã tập luyện nhiều từ trước. Bàn thắng là thành quả của tập thể trong một thời gian nỗ lực tập luyện." Trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc đã xuất hiện khá nhiều video nói về màn trình diễn của Đình Bắc, trong đó nổi bật nhất là video với tiêu đề: "Trong trận thua 2-4 của Việt Nam trước Nhật Bản, cầu thủ trẻ 19 tuổi Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng, nhàn nhã thách thức các ngôi sao Nhật Bản. Việt Nam cũng có Messi của riêng mình." Ngay sau khi đăng tải, video đã thu hút một lượng lớn người xem cũng như hơn 12.000 bình luận từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Điều đó đủ thấy độ hot của cầu thủ trẻ 19 tuổi là lớn thế nào, và chúng ta cùng xem họ đã nói những gì nhé. "Người ta đã là tiền đạo chủ lực của đội tuyển quốc gia ở tuổi 19, nhưng cầu thủ 19 tuổi của chúng ta thì vẫn chưa thể lên đội 1. Trung Quốc đang có một khoảng cách nhất định về sự phát triển bóng đá với Việt Nam. Hãy cẩn thận và đừng để họ vượt lên. Nguyễn Đình Bắc, niềm tự hào của người dân Sơn Tây chúng tôi. Thực ra, cậu ta là một người gốc Sơn Tây nhưng đã sinh sống ở Việt Nam từ nhỏ. Việt Nam thật may mắn. Chúng ta có Effending, tại sao bạn không đưa nó lên đây cho tôi? Người Trung Quốc cũng có niềm tự hào mà. Chúng ta không nên đưa người Việt Nam để dìm chúng ta xuống như vậy, thật bất công. Tôi sẽ không bao giờ quên được đêm Tết đó khi chúng tôi để thủng lưới 3 bàn trong 15 phút và bị Việt Nam quét sạch. Một sự nhục nhã mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hết tức giận. Chúng ta đông hơn họ hơn 10 lần nhưng chẳng thể mạnh hơn họ một lần. Chiến thắng 4-2 của Nhật Bản trước Việt Nam không che giấu được sự sa sút của họ. Còn Trung Quốc hòa Tajikistan với tỷ số 0-0 thắp lên mạnh mẽ ngọn lửa hy vọng vô địch. Việt Nam không mạnh hơn, chỉ có Nhật Bản yếu đi mà thôi. Trung Quốc sẽ là nhà vô địch." Dù cuối cùng Việt Nam đã thua Nhật Bản, nhưng với công nghệ hiện tại thì chỉ cần góp mặt ở đội tuyển quốc gia là quá đủ. Tin tôi đi, Việt Nam sẽ còn làm nên kỳ tích ở năm nay, còn Trung Quốc thì tôi đã mất niềm tin từ lâu rồi. Về các cầu thủ trẻ được phép thi đấu là đúng, họ có tràn đầy năng lượng. Tao Quyang Long, Effending, những cầu thủ này nên được chọn, họ không tệ hơn những cầu thủ ở tuổi 30. Trung Quốc cần học tập Việt Nam để phát triển cầu thủ trẻ. Việt Nam có Đình Bắc thì chúng ta không có Effending mà. Chúng ta chỉ đang thua họ ở cách làm thôi. Kết thúc rồi, lần này tôi thực sự không nghĩ chúng ta có thể đánh bại được Việt Nam. Họ có sự đầu tư bài bản và một lứa cầu thủ chất lượng, còn chúng ta chỉ chú trọng vào đút lót và gian lận, thật nhục nhã. Người Việt Nam cũng là gốc người Trung Quốc mà thôi, vậy nên cậu ta cũng là niềm tự hào của chúng ta. Chúng ta nên vui vì điều đó, ha ha. Vâng, đọc những dòng bình luận của các bạn Trung Quốc mà mình không thể nhịn được cười luôn các bạn ạ. Nào là Đình Bắc là người tỉnh Sơn Tây, rồi là Việt Nam chẳng thể hơn được họ. Vậy, netizen họ nói như vậy, thế còn báo Trung Quốc thì viết những gì? Chúng ta cùng xem một chút nhé. Tờ Sina có bài viết: "Thi đấu sòng phẳng trước Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã khiến đội tuyển Trung Quốc phải kinh ngạc." Tờ báo của Trung Quốc bình luận: "Đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận đấu đáng khen ngợi, ngay cả những người hâm mộ Nhật Bản cũng phải thừa nhận rằng đội bóng của huấn luyện viên Chu Xie có thực lực tốt,
và có tiềm năng phát triển trở thành đội bóng đáng gờm ở châu lục. Đội tuyển Việt Nam đã khiến Nhật Bản nhận ra rằng không có trận đấu nào ở Asian Cup là dễ dàng. Trong một bài viết khác, tờ Sina đặt câu hỏi: liệu sự trỗi dậy của đội tuyển Việt Nam có khiến bóng đá Trung Quốc xấu hổ và tạo động lực bật dậy? Tác giả nêu ra quan điểm: đội tuyển Việt Nam đã thua trong thế ngẩng cao đầu, họ khiến Nhật Bản gặp quá nhiều khó khăn. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc thi đấu khá tệ ở trận mở màn Asian Cup. Giờ đây, có thể nói bóng đá Việt Nam đã vươn lên ngang hàng với Trung Quốc, trong tương lai họ thậm chí vượt xa với sự phát triển tốt. Không chỉ đội tuyển Việt Nam, nhiều đội bóng từng bị xem là chiều dưới của bóng đá châu Á cũng đang vươn mình. Đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc đã có bàn thắng đầu tiên ở Asian Cup từ năm 1968. Tajikistan cầm hòa Trung Quốc ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đấu. Điều quan trọng, bóng đá Việt Nam đã tìm được hướng đi đúng đắn và họ kiên định với mục tiêu của mình. Nó giống như sự phát triển của Nhật Bản trong quá khứ. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã thua rất nhiều trận, nhưng họ vẫn luôn kiên định trên con đường đã chọn và không bao giờ bỏ cuộc. Dù thăng trầm thế nào, bóng đá Nhật Bản luôn tin tưởng vào sự vươn lên. Trong khi đó, nhắc tới bóng đá Trung Quốc, người ta nghĩ ngay tới vụ bê bối hối lộ của huấn luyện viên Li Tie và nhiều quan chức Trung Quốc. Họ chỉ nhìn vào lợi ích cá nhân và không lo nghĩ về định hướng lâu dài. Tờ BBC News khen ngợi huấn luyện viên Chu Xie. Trong quá khứ, huấn luyện viên Chu Xie đã đưa bóng đá Nhật Bản lên tầm cao mới nhờ xây dựng nền bóng trẻ. Cho tới nay, ông vẫn là một trong những huấn luyện viên thành công nhất của đội tuyển Nhật Bản. Huấn luyện viên người Pháp mang triết lý đó tới áp dụng ở đội tuyển Việt Nam. Ông mới đảm nhận ghế nóng nên khó kỳ vọng sẽ truyền tải được triết lý tới từng cầu thủ để tạo nên tập thể vững mạnh. Huấn luyện viên Chu Xie ưu tiên tập thể hơn bất kỳ cá nhân nào. Ông hy vọng các tuyển thủ Việt Nam dần dần hiểu được triết lý của mình và sẵn lòng sửa chữa cho họ ngay trong buổi tập. Trận đấu với Nhật Bản có thể xem là thành quả sau nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò huấn luyện viên Chu Xie. Ở trận đấu vừa qua, Rồng Vàng đạt tỷ lệ cầm bóng 41,6%, ghi 2 bàn từ 3 cú dứt điểm trúng đích. Họ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác ngang bằng đối thủ, còn tỷ lệ tranh chấp và đánh chặn còn cao hơn Nhật Bản. Sau lượt trận đầu tiên bảng D, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 3 khi cùng chưa có điểm nào như Indonesia nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Vào ngày 19 tháng 1, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Xie sẽ quyết chiến với Indonesia. Cùng chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ có những kết quả tốt ở các trận đấu tới để mang vinh quang về cho nước nhà các bạn nhé. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.